Sáng nay, đoàn khảo sát của nhóm tổng kết 4, ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đến thăm và tặng quà Hải đội Dân quân Thường trực thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyển Bình Triết. Tại Hải đội Dân quân Thường trực thành phố Đà Nẵng, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Hải đội Dân quân Thường trực. Đồng chí cho rằng, tuy mới thành lập, nhưng lực lượng này đã được đào tạo chính quy đi vào nề nếp, sẵn sàng hỗ trợ cư dân trên biển, tham gia bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân Thường trực thành phố.